kiểu như vậy chứ không. Có người dùng đây đúng này đấy nhỉ? Ừ, chỗ hai gạch. Không, không có người dùng rồi. Đừng ấn một cái nút chuẩn. Cái nút chuẩn là tắt ạ. Đấy. Không có người dùng được nhỉ? Ngủ một tí về sáng. Đêm ngủ một tí về sáng. Khi ngủ đỏ đằng đằng ca vắng là sắp đổ rồi. À vậy đó. Cuối tháng 3 là có đỏ rồi. Mình nó hoàn thành xong cái bình ngoan thì nó mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Năm cuối tháng 3 có đồ ăn rồi mà đâu là 6-7 đồ ăn. Cho mọi người mình cũng mong như vậy. Sao bây lũ mà kìa. Sáu rồi
Mm-hmm.